Tiếp tục thông tin về vụ gây rối ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy là nhóm đối tượng này đã nhận tài trợ và sự chỉ đạo từ các tổ chức khủng bố như là Việt Tân, Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời, Triều Đại Việt và trực tiếp thông qua các đối tượng ở trong nước để gây ra vụ án. Nguyễn Văn Tuyển, đối tượng được giao nhiệm vụ thường xuyên phát trực tiếp trên Facebook các thông tin sai lệch về nguồn gốc đất sân bay Miếu Môn. Tuyển đã được những đối tượng ở nước ngoài liên lạc tài trợ tiền để thực hiện các hoạt động gây rối mất an ninh trật tự. Trên trang mạng là anh Nguyễn Văn Đài và anh Ngọc Tuấn Trần, thì anh ấy cũng hỏi han về Đồng Tâm, thì em cũng nói là cuộc sống là đấu tranh mấy năm nay cũng rất khó khăn, thì anh Nguyễn Văn Đài là hỗ trợ 1.000 đô. Thế với lại anh Ngọc Tuấn Trần là vào 6-7 triệu thì em cũng không nhớ. Vâng. Thì để và anh Ngọc Tuấn Trần có nói là sẽ phải làm một cái đơn gì về bên nhân quyền đấy thì là sẽ được hỗ trợ hơn. Ông Lê Đình Kình cho tôi làm thủ quỹ, là ông ấy mỗi năm ông đưa tôi 10 lần tiền, ông ấy đều bảo là tiền của nhân dân đóng góp. Chứ lúc ấy tôi thì ông bảo tôi là ghi vào những giấy thì tôi không biết là nguồn gốc số tiền đấy là ở đâu. Số tiền nhận từ các tổ chức khủng bố, nhóm đối tượng sử dụng một phần để mua lựu đạn, hung khí, chế tạo bom xăng để sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng. Phần lớn số tiền còn lại sử dụng vào các hoạt động chi tiêu cá nhân. Và đặc biệt, cái đối tượng bên ngoài đã gửi rất nhiều tiền, có thể nói là hàng trăm triệu đồng về cho số tiền Đồng Tâm. Và số tiền Đồng Tâm đã sử dụng số tiền này để cử người đi đến các nơi mua vũ khí. Cụ thể là chúng nó đã mua 10 quả lựu đạn. Rồi thì sử dụng số tiền này mua hàng trăm lít xăng để về chế tạo thành các bom xăng. Rồi thì sử dụng số tiền này để phân cho các đối tượng và một số người dân để tiến hành các hoạt động theo sự chỉ đạo của bên ngoài, đặc biệt là tụ tập đông người để mà cản trở lại các cái lực lượng khi mà thi hành nhiệm vụ. 200 lít xăng. Bùi Viết Hiểu, một trong số cầm đầu nhóm đối tượng đã từng đe dọa công khai trên Facebook chuẩn bị 200 lít xăng và chất nổ để chống đối lực lượng chức năng. Sự việc này xảy ra thì tôi cảm thấy là sai hoàn toàn. Ông Kinh kể ở công và nhiều người khác ép tôi phải khiếu kiện để chỉ rõ. Bởi vì nếu không thì coi như là nhà tội không yên. Trong số các đối tượng tấn công lực lượng chức năng thời gian qua, có những trường hợp vì thiếu hiểu biết mà nhóm đối tượng cầm đầu kích động lôi kéo. Do ông Lê Đình Kình và nhóm Đồng Thuận, xã Đồng Tâm đã rất nhiều lần dùng xe gắn máy và loa đi tuyên truyền và kích động người dân xã Đồng Tâm để chống lại chính quyền và giữ lấy đất Đồng Xanh ạ. Mặc dù bản thân và gia đình tôi cũng hoàn toàn không có đất ở trên Đồng Xanh, và gia đình tôi và tôi cũng không liên quan gì tới nhóm Đồng Thuận. Sau khi xảy ra vụ việc tại Đồng Tâm, các đối tượng phản động giáo diết đẩy mạnh các hoạt động chống đối trên nhiều phương diện. Điển hình như Nguyễn Thúy Hạnh, Trịnh Bá Phương đã phát tán các bài viết xuyên tạc về tình hình Đồng Tâm trên nhiều diễn đàn hội nhóm khác nhau. Vụ việc xảy ra ở Đồng Tâm là bài học đắt giá cho những kẻ cố tình vi phạm pháp luật, móc nối với các thế lực ở bên ngoài để gây rối loạn, phá hoại sự ổn định chính trị và trật tự an ninh an toàn xã hội. Đồng thời cũng là lời cảnh tỉnh, là bài học cảnh giác đối với những ai còn mơ hồ về âm mưu lôi kéo kích động của những đối tượng xấu trong và ngoài nước.